chào các bạn. Bây giờ mình cũng đi bắt chuột lần thứ hai nữa các bạn. Nhưng mà cái chỗ này cũng như là màn 200 tủ luôn nha các bạn. Mình chạy ra ngoài này. Cái đó, ngoài đó đó các bạn. Mình chạy ra ngoài này để mà mình quay cho các bạn thấy đó là một cái cột mốc của Việt Nam Campuchia mình nha các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Đó, cột mốc Việt Nam Campuchia. Bây giờ nước nó cũng ngập rồi các bạn, thành ra mình lội ra ngoài không được. Thôi mình quay cho các bạn thấy đây là một cái cột mốc của Campuchia Việt Nam mình ha. Bên bờ bên kia là Campuchia nó đang làm cái lộ các bạn. Đi cái lộ bên cái lộ đó chạy vòng vô đây. Chạy thẳng vô đây. Làm nó đi vô Bình Hiệp. Cửa khẩu Bình Hiệp của Mộc Hóa mình các bạn. Rồi bắt đầu mình đi vô bên kia. Mình bắt chuột cùng với người ta các bạn. Mình chạy ra đây trước để thôi mình ngày hôm qua mình quên. Chạy ra đây để mình quay cho các bạn coi một cái khúc này. Đó là biên giới Campuchia Việt Nam mình rồi ha. Rồi các bạn hãy đi theo mình bắt chuột nữa nha các bạn. Dữ lắm nè. Nhìn nè. Các bạn. Đó. Đầu các bạn ơi. Chuột. Chuột đi. Chuột đi. Đó. Có được. Đó. Này cho ba con. Được hai con hả? Ô, con sống kìa. Con sống chạy không? Cái lồng đâu? Rồi, cái này nhiều rồi. Mình đi mới nãy Phú đi trước các bạn. Mình đi sau. Các bạn biết không, dần người ta xây cù gom trong đó luôn. Gom trong đó chút xíu nữa sẽ bắt đầu cái đã lắm nghe. Hút. Hút. Ơi, cuối cùng mình chưa bắt được con nè. Chu gì hang? Còn không? Rồi cá rô vô nữa. Coi chừng nó chạy một cái bực. Động nó không mở ha. Động nó chạy rồi. Chạy vô chạy heo. Đó.
mọi tiếp ấy. Nó một con. Còn nữa. Nó cái đuôi nữa đó. Nó. Ừ. Nó. Hai chú. Hết chưa? Trùng. Hai con. Ừ. Vậy là được rồi. Nó mấy cái rô chui vô đó hả ta? Nó tha vô ăn hả? Nó khôn dữ hả? Coi như hả? Coi chừng đây cái hang không? Không phải. Một bọc luôn rồi ha. Đây các bạn, được mấy con nữa rồi. Gom. Thu gom nha các bạn. Mình nãy giờ thì bắt được cũng hai con. Nhưng mà mình đang bị cầm cái máy đó các bạn. Thật ra nhiều khi cái lúc mà nhảy chụp hấp dẫn lắm. Các bạn, mình review các bạn một chút xíu về chuột. Nếu mà dân nhậu của mình, nếu mà nói về ẩm thực miền Tây nha các bạn, thì không thể thiếu chuột, là một món đặc sản của miền Tây mình luôn. Gồm trong đó có rắn, cùng với ếch, lươn nữa nha các bạn. Trong đó là bốn món đặc sản của miền Tây, sông nước của mình. Trong đó có chuột. Chuột làm nhiều món lắm các bạn. Theo mình thấy thì có nhiều người ta luôn cả nấu cháo nè, hấp cơm nè, rồi luộc cơm mẻ nè, nhúng hèm nè, nướng, xào, củ kiệu, nội xào không là có khoảng cách. Nhiều món này nha. Xào là người ta bắt chuột, người ta bắt lửa các bạn. Ta thấy chuột nhỏ người ta bỏ, mình chụp luôn. Chính không? Được chưa? Hả? Đâu rồi? Hai ba con lận. Quá dữ các bạn ơi. Mình mất tiêu rồi. Mình cầm cái máy mình làm không được. Tại vì biết sao không? Cầm cái máy á thì sợ nhiều khi té cái tay nó động tới cái máy. Hai con luôn, hai con bự luôn á. Đây một con nhỏ các bạn. Nhỏ xíu cũng được. Cái nhỏ ăn mềm hay không ha. Cỡ này nướng thì ăn mạnh miệng lắm á, chứ bự quá xương nó cũng to. Chuột cỡ này thì nó nhỏ nhỏ. Cũng như là xong cánh đồng này các bạn. Mùa gặt đã xong nha các bạn. Dòng cánh đồng này các bạn cũng thấy đó, là cũng như đã hết. Như là mùa gặt xong thì mùa chuột cũng hết nha các bạn ha. Thôi giờ mình sẽ kiếm một cái điểm nào dừng chân. Trời ơi, chuột kìa. Chuột giấy. Giấy bự dữ thân trời. Một nạm luôn. Quá ghê. Coi vậy chứ mình bắt con không hết nổi đâu ta. Ừ. Thấy không? Quay là cũng còn, thấy không? Không, tôi dễ gì dính. Thôi mình về các bạn. Cũng như kết thúc một mùa thu hoạch lúa, rồi mình đi bắt chuột đồ luôn nha các bạn. Phú đang xách vịt chuột đi trước rồi.
chuột này thì hầu như cũng khoái khẩu nhiều người nha các bạn, nhưng mà có nhiều người người ta không ăn luôn, nó có cái sự đối nghịch vậy chút xíu. Thì thôi mình quay chút đỉnh về cảnh bắt chuột. Cái này là được 2 clip rồi các bạn, clip này clip thứ hai là cũng một cánh đồng này luôn nha các bạn, coi như là màn hai cảnh cũ đó. Vậy là các bạn có ghé qua kênh vùng biên miền Tây của mình, hãy bấm cho mình một like nha các bạn, ủng hộ kênh vùng biên miền Tây của mình nhé, để mình trở vô coi chút nữa anh em có làm món gì không. Chuột nướng, chuột xào, nấu cháo kho, món nào cũng là đặc sản nha các bạn. Các bạn bây giờ mình tới màn 2 là nướng chuột. Đây các bạn thấy không, rồi đây cái bà chị bà không có muốn cho quay mặt, các bạn thấy không? Bà có nét, bà đẹp lắm, bà ếm đó, bà ếm bà lại đây này các bạn. Mới nãy mình đi bị trễ chút xíu nha các bạn, bị trễ chút xíu ra phút nhà nó làm rồi trên rồi, còn thêm có chân gà nữa hả, trời ơi chân gà rút xương nướng nữa nha các bạn, nay mồi nhiều đồ nhiều lắm. Cái này mình ướp gì chị hai sao thế hả? Ướp và cái nước ướp quen của thịt đó. Vậy hả, là bà chị bà làm bên buôn bán gì cơm tấm nha các bạn. Cái đồ này là đồ ướp bên thịt luôn. Này phải quay mà dưới mùi cho các bạn thưởng thức cái mùi luôn nha. Giờ là bốc dữ lắm á. Quá ngon nha các bạn ha. Thấy chưa? Coi chừng một hồi là nước văng vô cái máy luôn á. Chuột rồi tới chân gà phải không? Đây, tới chân gà nha các bạn. Thấy không? Đó. Chút nữa mình cũng mời các bạn ở trên kinh một cái luôn nha. Cái dĩa rắn cạnh đây không? Đâu? Đó, dĩa rắn xào để đó. Vậy hả? Mình sẽ quay nơi mình chơi, các bạn thấy hoành tráng không? Đó. Một hồi cũng có chương trình văn nghệ đồ luôn nha các bạn. Dậm ca miệt vườn đồ trỗi dậy nè các bạn. Đây. Còn có rắn nữa các bạn. Đây. Các bạn biết rượu gì không? Đây. Cái này là rượu đế nha các bạn, mà rượu này là rượu nếp than. Mình ở đây là thuộc gì, mình là cái ở gần Campuchia đó bạn. Mình sẽ sử dụng bia. Bia miên luôn, bia ta Angkor. Tới bàn rồi, dữ rồi. Sao đâu? Cười coi. Ê, mắc cỡ là gì vậy? Con bái. Chào cái, chào, chào cái. Bé kêu quen các bạn. Bên này mình tới nhà Phúc. Rồi đây nè, mình vô đi. Rồi. Vô. Vô. 1 2 3. Vô. Vô. À. À. Có lý dữ ta ha. Lý không? Bia này cái nghe cái mùi hơn. Nó làm như nó thơm thơm á. Thơm thơm thơm. Cái lẩu bổ nó thơm thơm. Thơm đúng rồi. Cũng được ha. Rồi. Cũng này ngon kìa. Cái ngon bánh đa các bạn. Xúc đi. Xúc rắn nha các bạn. Em dạy nào cũng ba thùng. Bánh đa rắn. Hôm qua rắn xúc bánh đa là nhức nách luôn các bạn. Thùng á thì mua thùng Long An. Đó không? Ở miền Tây mà mình ăn nhậu như vậy thì nói chung là có rắn, có chuột. Là đúng bài bản miền Tây của mình nha các bạn.
lấy vậy á. Ừ, nó lấy ra ánh sáng, đủ ánh sáng được coi. Rồi. Vậy nè. Còn thấy gì đã. Mời các bạn trên kênh nha. Đây quay nè, quay nè, vô nè, vô cái đã nè. Đó. Cái rắn ngọt. Ngọt mà. Ngon lắm. Ngon. Làm cái nữa các bạn. Ngon lắm. Cái này nói chung là mồi này nói chung mình uống bia cũng đúng hợp lý luôn. Đúng rồi, mồi bén mà. Ừ. Tại vì cái mồi này hầu như là mình mồi khô quá mà. Ờ. Cái đồ không nấu chắc lớn. Rồi đúng rồi. Làm ấm. Quên. Ngon lắm. Còn đây là chuột, chuột nướng nha bạn. Chuột nướng mà chuột này chuột ướp chứ không phải chuột nướng mọi. Chuột đi săn à. À đây cánh gà. Cái này là chuột này là tôi với bốc đồ đi săn đó bạn. Săn về. Rồi bắt đầu chương trình văn nghệ hôm nay. Giọng ca Mục Dường sẽ là ca sĩ Trọng Phúc với một nhạc phẩm được mang tên Đắp Mộ Cuộc Tình. Xin mời các bạn lắng nghe nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye bye Phúc. Rồi bye bye các bạn nha. Kết thúc clip và hẹn gặp lại với các bạn ở clip sau. Nhưng mà giờ cũng xỉn rồi. Cũng tới rồi. Xỉn à, tới rồi bye. Mồi màng còn dữ lắm nhưng mà tới rồi. Xỉn dai dữ lắm rồi. Giờ thôi. Cũng tối các bạn. Giờ tối rồi. Giờ Phúc nó cũng chuẩn bị nó về. Phúc cũng về. Thôi các bạn hãy bấm đăng ký giùm mình Dùng Biên Miền Tây các bạn, ủng hộ kênh Dùng Biên Miền Tây của mình các bạn. Bye bye, chào các bạn nha. Chào coi, mẹ con chào cái coi. Thôi tạm biệt các bạn nha.